Vậy chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Câu 1 này, tính đạo hàm của các hàm số sau. Hàm số đầu tiên, phần A đây. Hàm số y bằng 2 nhân với x mũ 2015 cộng 4 nhân với x mũ 2014 cộng với 2015. Vậy chúng ta có này. Đây. Phần A. Y phẩy đây. Ở lớp 11 chúng ta học một số cái tính chất, một số quy tắc đạo hàm rồi đúng không? Bốn cái quy tắc. Đạo hàm của tổng và hiệu thì chúng ta cứ đạo hàm từng từng biểu thức một. Hiểu chưa? Sau đó cộng lại với nhau hoặc trừ đi cho nhau. Còn đạo hàm tích và đạo hàm thương chúng ta cũng có rồi và các em bắt buộc phải nhớ cái công thức đạo hàm đó. Tiếp theo nữa đó là đạo hàm của một số nhân với fx thì chúng ta có số đó chúng ta không cần thiết phải đạo hàm, chúng ta chỉ đạo hàm fx thôi thì sau đó chúng ta nhân với cái số k đó. Được chưa? Vậy chúng ta có đây y phẩy sẽ bằng 2 là số k giữ nguyên. X mũ 2015 đạo hàm x mũ n đúng chưa? N hạ xuống 2015 nhân với x mũ 2014. Được chưa? Cộng với 4 nhân 2014 chúng ta lại hạ xuống 2014 nhân x mũ giảm đi một bậc là 2013. Và cuối cùng là cộng với 2015 đạo hàm là cộng với 0, đúng chưa? Một số đạo hàm là luôn luôn bằng 0. Đấy là phần A. Ok chưa? Rất là dễ thôi. Cái này chúng ta đã được học lớp 11 rất nhiều rồi. Mà lên lớp 12 thì đây chỉ là một cái công cụ để chúng ta giải quyết bài toán liên quan đến cái khảo sát hàm số. Đúng chưa? Tương tự như vậy, chúng ta có phần B. Đạo hàm của hàm số ở đây là a mũ x. Cụ thể a là bằng bằng 3, đúng chưa? Y phẩy sẽ là bằng 3 mũ x, tất cả đạo hàm là 3 mũ x nhân với logarit p của 3. Đúng chưa? Tương tự chúng ta có phần C. Hàm số y bằng 3 nhân với sin x cộng với 4 nhân với tan x và trừ đi cos x. Đây là đạo hàm của tổng hiệu kết hợp cả tổng cả hiệu. Thì chúng ta giải quyết từng anh một thôi. Phần C. Y phẩy sẽ là bằng 3 nhân sin x, 3 giữ